ហើយចឹងយើងក៏ដល់លំហាត់ទី15ដែលជាមេរៀនបន្ទាប់នៃកម្មវិធីកោសសពភាគ1ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចូលទៅតបានបាទហើយអូខេគឺអូខេវិញមកបាទចានេះគឺជាគោលបំណងដែលយើងធ្វើគឺធ្វើបានដូចភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងមានរូបភាពហើយប៉ុន្តែយើងចង់យកភាពយើងមកដាក់នៅក្រោមរូបភាពស្ពានអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅកាត់រូបភាពមកបន្ថែមបាទហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើហ្នឹងទៅខ្ញុំចូលទៅ duplicate រូបភាពរបស់ខ្ញុំសិនមក duplicate បាទដើម្បីឲ្យវាខូចរូបភាពស៊ីមកគេបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅតកាត់រូបភាពស្អាតមកកាត់ចុះទៅទីនោះបាទពេលយកបានចាប់ហើយយើងគន់ឲ្យយើងចូលទៅវងឡើងនេះយើងឲ្យចំលុក background ចេញបន្ទាប់ពីសាក់ហើយខ្ញុំ invert view time ទៅនឹងរកពីចាំបាទពេលបានចឹងហើយខ្ញុំចូលទៅអូរូបភាពនេះដាក់នៅក្នុង background របស់ខ្ញុំអូខេហើយដាក់ចូលមកបាទយកបានរូបភាពមួយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ clone ហ្នឹងដោយមិនបាច់ save ទេព្រោះជា background របស់គេបាទនៅរូបភាពនេះខ្ញុំកាត់បន្ថែមបាទបាទកាត់ចូល set ទៅមកចូលងាយពីនេះបើយើងចាប់យក background បាទ select enjoy him out បាទពេលបានលុបវាចឹងហើយអាច over view ចូលតាមអូខេបាទជិះរកទៅជាមួយបាទអូខេទៀតរូបភាពនេះណាបាទរូបភាពនេះខ្ញុំអាចកាត់បានកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងមករូបបានអ
thủy. Bọn con thì được cái tin kia một cái chẳng đấy. Bình chắc chúng ai cho select load selection nó. Ok. Chúng ta chia sẻ ai. Kiên vối nhìn vô kìa. Ở đây chúng ai cho bỏ co blur tool. Và dự có blur tool ní. Chúng ta ca thay mơ rụng lắm. Ôi vì mơ tớ smooth cười xin cắt cắt cho mọi người nhé. Hãy dùng ai dục lợi thú dùng cụ thang, thang đồng bởi ơn chúng ta sẽ làm. Và bên dưỡng này, chúng ta cắt cho nó từ vì smooth của mình. Và chúng ta mặt thay vì tổ dưới, vì mình vẫn có bằng tay, chúng ta thang nơi và để mọi người quay về. Vì chúng ta mời dùng chỗ kia, mời dùng chỗ kia. Chỗ kia. Tổng mức xin mạng vô Bitcoin mà quy trú nữa đó feature gì đó đã sập thì bạn hàng cộng nhé và tổng mức xin lục lừa ok mà cặp được thay nhé ok tổng mức chúng ta vô tập thu những cái quái ha và rơi xa tầng 7 nữa. Và xa xây rơi xa tầng 7 bảy chỗ và cũng đã mấy cầm và về bàn giải hãy chúng ai giờ đã drop sổ đồ nhé. Chụp nhé cho layer và cho layer style cho nó tập sổ đồ nó và mình mở và tôi mới đặt positive á ok nó có những đồ và style đó. Đi style cái của bạn đấy nhé. Chứ chúng mày đọc pasty về time thì nó được bây giờ mình đi học một cái. Và chính phần mặt thao video bây giờ thì mình cần đánh. Nói giờ dừng hạt dụng đồ ôn tập họ bán.
bao nhiêu từ 10 bản. Ok.